Bài học tiếp theo, rượu whisky. Khái niệm rượu whisky là một loại rượu mạnh được chưng cắt dẫu trong thùng gỗ sồi qua quá trình lên men, được làm từ ngũ cốc, nồng độ trung bình khoảng 43 độ. Rượu Scotch whisky có 4 nước sản xuất nổi tiếng, đó là Scotland, Mỹ, Canada và Ireland. Và sau đây chúng ta sẽ vô rượu Scotch whisky. Thì rượu Scotch whisky được làm từ single whisky, được làm từ mạch nha chứa nhiều chất ngọt. Còn rye whisky thì làm từ lúa mạch đen và bắp. Còn lander whisky là tổng hợp từ rye whisky và single whisky. Rượu American whisky thì được làm từ bắp, hay còn gọi là bourbon whisky. Rượu Canada whisky thì được làm từ lúa mạch đen. Rượu châm xanh thì được làm từ ngũ cốc và lúa mạch. Cách phục vụ rượu whisky là dùng ly rót, hay còn gọi là ly old fashion, uống có đá hoặc không đá, dùng để pha chế cocktail và pha chế sốc gin như là Pepsi, nước suối, Coca. Và đặc biệt hiện nay khi khách hàng đến một quầy bar hoặc đến một quán bar nhà hàng thì họ thường kêu whisky là pha với toàn bộ sốc gin. Bài học tiếp theo là bài rượu vang. Rượu vang thì có 4 loại: vang tự nhiên, vang sữa bột, vang hương vị, vang mạnh, vang bổ, vang cường hóa. Vang tự nhiên là vang lên men từ nho có nồng độ từ 7 cho tới 44 độ. Thì vang tự nhiên có 3 loại, đó là vang đỏ, vang trắng và vang hồng. Vang đỏ thì ăn với thịt, vang trắng ăn với hải sản, còn vang hồng thì vừa ăn với thịt vừa ăn với hải sản. Thì cách bảo quản rượu vang thì vang đỏ luôn 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 để ở tư thế nằm ngang, còn vang trắng và vang hồng phải ướp lạnh. Vang sữa bột là một loại rượu vang lên men từ nho, nồng độ từ 7 cho tới 14 độ. Nhưng trong quá trình lên men thì cho thêm đường và khí CO2 để tạo cho sữa bột. Thì rượu vang sữa bột nổi tiếng nhất là rượu vang Sambanh. Thì rượu Sambanh có 3 vị, đó là vị ngọt, vị chua và hơi chua. Vang hương vị là kết hợp của rượu vang, các hương vị và loại rượu khai vị dùng để phục vụ trước bữa ăn. Các loại rượu vang hương vị nổi tiếng như là Ricard, Douvenet, Camari, Martini. Đây là Martini Rosso Bianco và Martini Dry. Còn chai này là chai Martini Dry, mùi vị hơi gắt. Vang mạnh hay vang bổ, vang cường hóa có được nhờ sự kết hợp của rượu vang hồng và rượu Dandy có nồng độ từ 16 cho tới 21 độ. Các tên nổi tiếng như sau: Sherry, Bọt, Madeira. Bài học tới đây kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bài hôm sau.